cảm xúc của mình nó thật sự là bản ngữ bùng nổ. Mình quá hào hứng với tài năng và khả năng trình diễn nữa của tất cả các bạn nhạc. Thật sự đây là một đêm nhạc vô cùng tuyệt vời. Thực ra anh từ đầu cũng đã tham gia một số của chương trình rồi, thì anh rất là hứng thú vì ở đây thì mình sẽ thấy lại những cái tuổi trẻ của mình, với lại là tìm được những cái gương mặt mới, những cái âm giai mới của các bạn trẻ, của cái thế hệ mà Gen Z mà thực ra đúng là cái chương trình mình đang hướng tới những cái đối tượng như vậy, thì anh đang rất là hứng thú về cái mục tiêu chương trình mình. Còn Rock Việt may mắn chúng ta có các bạn nhạc trẻ và hội tụ từ cả ba miền Bắc Trung Nam, và điều này nó cho thấy rằng là nhạc rock không chỉ là mang cái năng lượng trẻ trung đến với thế hệ trẻ mà còn có độ phủ rất là sâu rộng, và đây là một tín hiệu rất là lạc quan cho nhạc rock của Việt Nam. Về các ban nhạc thì anh đang đánh giá các bạn nhạc trẻ có nhiều màu sắc, nhiều cái style âm nhạc riêng, và các bạn đúng là chính xác là các bạn từ đầu đến hôm nay các bạn tiến bộ thật là tiến bộ bất ngờ luôn. Nếu mà chọn ra một cái ban nhạc để mà mình yêu thích hơn các bạn nhạc khác thì nó hơi khó, nhưng mà ở góc độ cá nhân của Hoàng thì có ba ban nhạc mà Hoàng rất là thích, đó là Metanoa, Mèo Lạc và Bumblebee. Trước đây thì khán giả luôn nghĩ về rock theo cái việc là đây là thứ nhạc ồn ào khó nghe, nhưng mà với sự hiện diện của rất nhiều ban nhạc trẻ và cái năng lượng âm nhạc vô cùng tươi mới thì Hoàng hy vọng là sau chương trình thì rock sẽ được đưa đến rất là nhiều người, nhiều đối tượng khán giả hơn, và hơn hết là Hoàng rất là mong muốn có thêm nhiều sân chơi cho các anh em ban nhạc. Là cái mục đích của chương trình mình thì âm nhạc và đặc biệt là nhạc rock nó sẽ là đại chúng, mọi người sẽ nghe và người ta hiểu hơn về nhạc rock. Nó không phải là một nhạc ồn ào. Các bạn đã làm được những cái tạo những cái cảm xúc từ những cái sáng tác của con của mình và tạo thêm những cái gọi là năng lượng để cho mọi người sướng. Tại vì nhạc rock là hay nói rock là như vậy, rock là phải năng lượng, phải sướng và tận hưởng cuộc chơi. Và chúng ta hoàn toàn có khả năng trông chờ một mùa Rock Việt mùa 2 thành công.